Hello quý vị ha. Đi làm về là cả xong là ngủ được, nhưng mà sang ra làm cái review lại cái lô tiếp ha. Mình còn mấy kiện nữa, cho nên sẵn dịp mình làm cho từ từ làm cho hết cuối năm rồi. Chỉ gần đủ bữa tối thôi. Đây là keo ha của Carrefour ha. Đây mình giới thiệu cho các bạn Carrefour ha. Rồi. Chúc nha bạn. Đây là cái mẫu ha của công ty nó gửi cho mình luôn. Sẵn dịp hôm nay thì về bóc rồi, về chung đợt với cái keo của 0424 á, 0424 rồi keo gọi là keo gan á. Giờ mình khui ra ha. Cái còn mà. Đây là dịp luôn là mình làm. Này được 2 ngày nhưng mà rảnh rảnh thì mình làm cái review lại cho khách. Rồi, đây là mẫu của keo AB ha. Hôm nay là gửi AB cho mình ha. Đây là loại này là 17 gram hay sao đó, để mình coi coi loại này kích thước có 17 gram. 17 gram, 16 gram. Vậy là keo này là keo AB ha các bạn, của Carrefour chính hãng ha. Thì nó có hai loại, một loại hộp và loại tích dán theo cái dạng lớp này cho nó gọn ha. Thì đây là một lớp như thế này là nó có hai cái, các bạn cứ pha cái dung lượng liều lượng ha. Nó có tính năng là kết nối giữa các như là thạch gỗ rồi những cái thạch cao, những cái gì đó các bạn làm đó, thì nó kết nối tạo kết dính đó mà. Đây nó có tính năng kết dính. Lát mình gửi cái clip cho cả các bạn xem ha. Đây đúng nè, mình sẽ review lại cho các bạn thấy ha. Đây là của nó ha. Một hộp vậy đó các bạn. Nhiều lắm nè. Đó. Ha, rồi. Ngày mai mình để giá là khoảng chừng 17 ngàn ha. 17 ngàn cho một tiết như thế này là quý vị của ca trong Zalo hay là trong gì Shopee và Lazada ha, mình sẽ đưa lên vào cuối năm ha. Mình sẽ để giá sale là 17 ngàn ha, giá cạnh tranh nha quý vị. Tiếp ha, coi cái này cái gì luôn, mình khui ra ha. Okay. Cái này là phụ nói luôn nè, future một hộp như vậy chắc cũng được 20-30 gì đó ha. Để lát mình xem coi nó cái gì. Thực ra là cái bill mình không nhớ, không tài nào nhớ hết được. Gửi là mấy thùng bên kia mình cũng nói luôn là cái gì. Đây chắc số lượng cũng gần 100 cái, 100 cái ha quý vị. 100 cái ha. Đây 100 cái, vậy là 100 tiếp đó quý vị. Một tiếp hai đôi, hai cái AB kêu AB ha. Rồi mình xin phép mình để qua một bên ha. Rồi tiếp tục. Còn vấn đề cái này là cái của công ty gửi mẫu cho mình ha. Cái này nó có trường hợp là công ty giới thiệu mẫu cho mình. Các bạn thông số này lắm, mình tìm hiểu sau nha quý vị. Đó là công ty, chỉ có công ty chính thức á, mới gửi mẫu tắp tê lô cho mình thôi. Đây, những cái này là phi của công ty gửi cho mình hết ha. Nó có nè, có mã nè, đúng không? Đây là mẫu mới ha. Hầu như là cập nhật mẫu mới của giống như màu này, màu đỏ rồi nè. Hụm sao nè. K2 ký hiệu là K200R ha. Đây là mẫu này có tính năng như thế nào lắm, mình tìm hiểu sau ha. Nó hộp này cũng 75 gram ha. Đây công ty cũng gửi cho nè đó. Ngoài cái keo khay của 704 màu trắng và màu 704 của nó màu đen, hiện giờ là đưa thêm một loại nữa là cây của 704 705 ha. Đây là màu gì để đó mình xem sau ha. Đây là có tính năng có vẻ cao 45 gram ha. Cái này có vẻ hơn nè, cái kia 60 gram hay sao á. Cái này nó thấp nhưng mà nghe nó chắc cũng tốt hơn cái dòng đó là 705 ha. Rồi còn cái này là khay 1668 ha. Đây là dùng trong ngành công nghiệp rồi, toan ve trao trang chảo, đúng rồi. Đây là dán công nghiệp rồi, dùng màu vàng ha. Hụm trao nè, nó đề chữ hụm trao nè. Đây là mẫu màu vàng ha. Cái này chắc 85 gram rồi. Cái thông số là lát mình đọc tính năng thì hầu như cái này dùng cho công nghiệp nha. Cái này lỗi mạnh rồi nè. 1688 ha. 1668. Đây, thêm tiếp. 5707B ha. A đã có là vài xem B ha. Đây là mẫu mới cập nhật của công ty nè. Sở khở nè ha. Đây, cái mẫu của nó đây.
Đây là màu Insulation ha. Hầu như là những cái cập nhật của bạn B5707 nè, đúng không các bạn thấy không? Cái này thông dụng tới 2 năm mà, hạn sử dụng tới 2 năm là bình thường 100g ha quý vị. Đây ha. Đây đặt cho mình. Cái này 5707W nữa nè quý vị thấy không? BLW nữa ha. Nhờ nó có hai màu luôn. Cái này dùng trong ngành công nghiệp nhiều nè. Mình nghĩ chắc là vậy. À, còn cái này là 5211 ha. Cái dòng này là cũng nặng lắm mà, mình có vẻ như sợ cầm lên nó nặng lắm mà. Dòng này là dòng cũng công nghiệp luôn ha quý vị. Đây là hầu như những mẫu mới của công ty gửi cho mình ha. Đây là mẫu. Đây đúng không? Đó, cái này mình tìm hiểu sao ra, nói chung là đây là mẫu mình chưa có ý định tìm hiểu lắm, nhưng mà tại vì công ty họ có gửi lên cho mình 100g luôn ha, 5707W ha. Đây là chắc dùng cho ngành công nghiệp nặng ha. Rồi, còn đây là catalog của công ty gửi cho mình ha. Đây, nếu mà là đại lý hay là họ có nhu cầu muốn mình làm cái mở rộng cái thị trường, họ sẽ gửi một cái catalog để cho mình tìm hiểu ha, rảnh rỗi thì ngồi đọc ha. Nó có A, B, C, D gì đó, nói quảng cáo, chương trình gì đó, rồi nói về chức năng của công ty. Đây là nó giới thiệu về công ty nè, các bạn thấy không? Không, đó, công ty ha, đây. Còn đối với những ngành công nghiệp là tìm hiểu cái mẫu keo, mẫu đồ là như thế nào ha. Cái này phải có thời gian là mình tìm hiểu, mình đọc là mình mới am hiểu được tính năng của công ty, về đặc điểm, đặc trưng của nó ha. Đó, họ có ý gửi cho mình mẫu để mình triển khai thì chắc chắn là trong năm tới là mình phải tìm hiểu thêm như thế nào ha quý vị. Đó là cái thành ý của họ với mình ha. Về giá cả thì các bạn khỏi phải lo rồi, nếu mà làm việc trực tiếp với công ty là bạn không có phải gì lo là giá gì ở đây hết đó. Giá cỡ nào đó mình chấp cỡ đó ha quý vị. Ha, giờ chủ yếu là giới thiệu những cái dòng là keo là sản phẩm công nghiệp và dùng cho tính năng gì thôi. Rồi, chứ cảm ơn về phía công ty là hỗ trợ cho mình vấn đề này ha. Mình sẽ tìm hiểu sâu ha quý vị. Đây là những mẫu mới của công ty gửi cho mình ha. Mình nghĩ đây là những mẫu mới họ cập nhật cho mình đó. Không, họ có ý chuyển khai cho mình, họ mới gửi một đống như thế này cho mình để chuyển khai. Và tiếp theo mình ý định của mình là bán chủ yếu là phục vụ cho cái phần của mình thôi, nhưng mà không nghĩ là khách hàng họ lại ủng hộ mình rất là nhiều về cái vấn đề keo của Capuchin này ha. Và phía công ty họ cũng thấy mình có cái tiềm năng gọi là khai thác khách hàng á, thị trường của Việt Nam đó, cho nên họ gán nói chung là bị dụ á, mà nói chung mình bị dụ á. Hồi xưa làm công ty Đài Loan đó, đem ra bây giờ là hầu như có game kinh doanh ha. Cái gì mà công ty đưa đây 70g nè quý vị. Đây, loại to ha. Loại này thì thị trường mình bán chừng có từng là hiện giờ là nghe nói bán 55 thì mình bán 50 thôi. 50.000 thôi quý vị ha. 50.000 thôi. Để đó mình cập nhật giá coi có đúng không ha. Đây 70g có vẻ to ha, xài thoải mái ha. Cả cái nút cạo cho mình luôn. Đó. Bên trong nó có một cái cái miếng nhựa để quậy đều lên. Cái này trộn hai cái này lại rồi các bạn dán gì đó, hay là dán gỗ, dán thạch, dán đá, dán gì đó. Nói chung là cái clip đó mình sẽ gửi lên cho các bạn tham khảo ha. Đây cũng nhiều lắm ha quý vị. Đây, phía công ty gửi mẫu cho mình bán đó. Tiền thì chưa thâu ha quý vị. Cái này là mẫu, mình chưa đóng cái gì trong đây hết. Nói chung là cái Capuchin này, cái lô đầu tiên là mình đóng tiền thôi. Lô sau hầu như đó là mình bị phi hay sao quý vị. Chắc là do họ tin tưởng quá, họ cho mình phi luôn á. Giờ chỉ có nhiệm vụ là đi bán hàng thôi đó. Rồi mình cảm ơn quý vị ha. Đi lắm rồi cũng không có tâm trạng nó, tại vì hàng về với đệ vậy là biết là không có coi, không có bán gì, thấy cũng kỳ quá. Bên phía công ty nhòm nhòm ngó thì cũng thấy thôi thì mình cũng cố gắng làm cái lì clip rồi sẽ đưa, mai sáng sẽ đưa lên nè, cái tem ẩn luôn nó ha. À, đây là một 70g ha. Vậy là nó có hai loại, 16g là 70g. Các bạn tùy loại nào xài tốt á, thì nếu mà 16g bán chừng 17.000 đi. 17.000 đi, nếu mà 16g thì tính ra cái này có lợi chứ hả? 70g quý vị xài được cũng lâu à. 70g tính ra có 50.000, cái kia là 40 mấy 80, ví dụ 16 nhân cho 5 là 80g. 80g đi 5 tiếp. Đó. 80.000 rồi có được có 80g thôi, nhưng trong khi 70g quý vị xài được có 50.000 là cái này lợi hơn chứ ha. Mình tính sơ sơ thấy cái này có lợi.